Trong không khí rộn ràng ấm áp của những ngày Tết, tối mùng 3 Tết Kỷ Hợi năm 2019, TTC Resort Premium Ninh Thuận đã tổ chức phiên chợ quê ngày Tết. Phiên chợ quê ngày Tết được tổ chức trong 3 đêm, từ mùng 3 Tết đến mùng 5 Tết và mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, từ 18:30 đến 20:30 trong khuôn viên của TTC Resort Premium Ninh Thuận. Khi đến với phiên chợ quê, du khách được thưởng thức 40 món ăn đặc sắc của các vùng miền trên cả nước với quầy bán thức ăn gồm các món nướng, gỏi, chiên, đặc biệt là các món ăn đặc sản của Ninh Thuận như bánh căn, bánh xèo với mức giá từ 10.000 đến 30.000 đồng. Phiên chợ quê năm 2019 với rất là nhiều cái tiết mục hấp dẫn, ví dụ là những cái chương trình ca nhạc và những cái món ăn vùng miền đặc sắc của Ninh Thuận sẽ được bán cho khách với những giá rất là hữu nghị, nhưng mà khách rất là thích thú, đặc biệt là khách nước ngoài cũng như là khách địa phương. Tất cả các món ăn của phiên chợ quê, hơn 40 món được bày trí, thì trong cái mùa Tết này sẽ có những cái món đặc sắc, ví dụ như là gói bánh tét, bánh chưng hay là vẽ ông đồ, vẽ chữ, và những cái món đặc sắc của phiên chợ quê, đặc biệt là bên resort sẽ chú trọng những cái món vùng miền, ví dụ như là bánh xèo, bánh căn của Ninh Thuận. Ngoài sử dụng dịch vụ ẩm thực với những món ăn ngon tại phiên chợ quê ngày Tết, du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia vào chương trình hát cho nhau nghe, tham quan gian hàng gói bánh chưng, bánh tét, viết thư pháp và các khu vui chơi dành cho trẻ em. Tổ chức phiên chợ quê ngày Tết không chỉ mở ra hướng kinh doanh mới, mà còn là địa chỉ để du khách vui xuân đón Tết, đồng thời phục vụ thực khách vào mỗi dịp cuối tuần.